Rất nhiều anh chị đã mua lấy cuốn ballet của Daravin, mặc dù bên em đã hướng dẫn chi tiết nhưng mà các anh chị vẫn thao tác sai. Hôm nay em sẽ hướng dẫn chi tiết những cái lưu ý để sử dụng lấy cuốn ballet của Daravin đúng cách nhất. Lưu ý phần tem luôn để ở trên, luôn là để ở trên. Rồi, cầm hai cái thanh này thảo ra, quăng lưới, hai tay cầm, cầm hai cái này để di chuyển lưới lên trên xuống dưới này, ok chưa? Rồi, quấn một chân để đây giữ lại. Khóa. Cài lại. Như vậy là đúng nha. Dây. Phần lông gai. Dán lại phần đây. Rồi. Tiếp. Như vậy là sai. Sai nha. Sai. Rồi. Mở lại. Như vậy mới đúng. Phần lông này thiết kế để cho cái dây nó bớt hỏng lòng này. Cái lông dán này, lông gai này để giữ lại, dán lại cho dây nó gọn lại. Tương tự như vậy, 1, 2, 3. Thôi kiểm tra này. Anh chị chỉ cần để ý một số chỗ là mình có thể thao tác sử dụng lưới cuốn ballet một cách dễ dàng. Em tin rằng khi mình sử dụng cái lưới cuốn ballet này, bên doanh nghiệp anh chị sẽ tiết kiệm được chi phí và tối ưu hiệu suất làm việc.